U22 Việt Nam vô địch và cách hành sự có 102 của Mr. Đàm, Hoài Linh và Trấn Thành. Chưa bao giờ người ta thấy những ngôi sao giải trí Việt lại giống fan cuồng tới như vậy. Trấn Thành, Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng, Tuấn Hưng, tất cả đều tạm cất đi ánh hào quang rực rỡ vốn có để hòa vào niềm vui chung của dân tộc, hào hứng ca ngợi tôn vinh tập thể trẻ tuổi tỏa sáng. Cái tên Đoàn Văn Hậu được anh cả của làng giải trí Hoài Linh gọi một cách đầy trìu mến và trang trọng, một cái kết thật là có hậu, Đoàn Văn Hậu. Trấn Thành cũng không kém cạnh, thậm chí còn nhỉnh hơn đàn anh khi tuyên bố thằng Hậu là em ruột tôi đó mấy anh chị. Bởi thật tình cờ nhân vật nổi tiếng trong series hài của Trấn Thành cũng trùng tên với chàng cầu thủ Tư Hậu. Màn nhận người quen hài hước và ngộ nghĩnh của Trấn Thành đang khiến người hâm mộ vô cùng thích thú. Đàm Vĩnh Hưng trút bỏ những bộ đồ diễn lấp lánh để khoác lên người bộ trang phục đi bão với băng rôn, cờ tổ quốc và hò hét lạc giọng trên chiếc xích lô. Mr. Đàm đã trở thành một trong những fan cuồng nhất của U22 Việt Nam. Mr. Đàm cùng bạn thân Vũ Hà xách xích lô xuống phố, hòa lẫn vào dòng người hâm mộ, hệt như những fan cuồng thứ thiệt. Lý Hùng, ngôi sao màn bạc một thời của điện ảnh Việt Nam, thậm chí còn lặn lội sang tận Philippines, vất vả chờ đợi, chen lấn chỉ để cổ vũ cho U22 Việt Nam. Đi cùng anh còn có cả Nhật Cường, Phương Thanh và không ít ngôi sao giải trí khác. Tuấn Hưng, ngôi sao bụi bặm nhất nhì showbiz thì bật khóc vì hạnh phúc và kiêu hãnh khoe đặc quyền được nói chuyện cùng trọng Hoàng Văn Hậu. Hàng loạt tên tuổi lớn của showbiz cũng đổ bộ vào Facebook các cầu thủ chỉ để nói với họ những lời khen ngợi chúc mừng. Trên khắp các đường phố Sài Gòn, Hà Nội, không khó bắt gặp những hoa hậu, ca sĩ, diễn viên đổ ra đường đi bão. Thời khắc đội U22 Việt Nam thống trị Đông Nam Á, cả nước dường như chỉ có họ là những ngôi sao lớn nhất. Không hẹn, nhưng nhìn chung cùng một hướng, tất cả mọi ngôi sao Việt đều tình nguyện làm nền để tôn vinh chiến thắng của các tuyển thủ Việt Nam. Họ sẵn lòng thể hiện cảm xúc theo cách chân thật nhất, cuồng nhiệt nhất và không cần tính toán. Họ cũng quên luôn chuyện mình là siêu sao hay thần tượng, chẳng quan tâm tới hình ảnh sẽ xấu hay đẹp, khán giả sẽ thích thú hay ghét bỏ. Khoảnh khắc đó, mọi ngôi sao Việt chỉ đơn giản là người hâm mộ, hòa cùng hàng chục triệu con người khác đang say men chiến thắng.